Thưa bà con, khi ta thấy có những triệu chứng thế này thì ta biết là những triệu chứng những con người chúng ta thấy vậy là chúng ta biết sắp bị đột quỵ. Đột quỵ nó là do xuất huyết não vỡ mạch máu trong não và chảy máu. Nó gần bị đột quỵ thì có như vậy, ta thấy mệt mỏi nè, cười nói khó khăn nè, đúng không? Cười nói khó khăn, tê cứng mặt mày, tê liệt một bên cơ thể, hai tay cùng lúc đưa mà không qua khỏi đầu. Hai tay cùng lúc đưa lên vai mà không qua khỏi vai để đưa sau lưng. Khi phát âm nói ngọng, nói không rõ chữ, qua mắt, chóng mặt, say sẩm, lão đảo. Nghe bà con lão đảo. Méo miệng, mờ mắt, trông như người, ấy, giống như nó có kim đâm rồi, nó chích chích đau rất là khó chịu. Vận động khó khăn, thấy trong cơ thể khác lạ như vậy là đi ngay đến bệnh viện. Không là ta nhờ người nhà hay là ta kêu xe ta lên ta đi bệnh viện. Chứ như vậy á là nó sắp bị đột quỵ. Có như vậy là sắp bị đột quỵ bà con. Ta thấy mệt mỏi, cười nói khó khăn, tê cứng mặt mày, tê liệt bên cơ thể hai tay, cùng lúc không đưa qua khỏi đầu, nói ngọng nó nhiều qua mắt qua rồi đó bà con. Chóng mặt, say sẩm, lão đảo, méo miệng, mờ mắt, trông như người giống như có kim đâm, vận động khó khăn. Ta thấy cơ thể như thế là chuẩn bị đột quỵ. Thấy ai có như vậy là chuẩn bị đột quỵ. Nếu ta đi trên đường không có người nhà thì chúng ta gửi xe, ta bỏ xe đó đâu đó rồi lên xe đi bệnh viện ha, ta chạy được, còn chạy được thì chạy. Như vậy là sắp bị đột quỵ, nguy hại lắm mà con nha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe và không bao giờ có đột quỵ.